chào quý vị và các bạn đến với truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Kính thưa quý vị, chỉ còn một ít ngày nữa thôi Dòng Chúa Cứu Thế sẽ khai mạc năm thánh Nhân kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam 1925-2025 Nhân sự kiện đặc biệt này, trong chương trình hôm nay chúng ta vui mừng gặp gỡ và trò chuyện cùng với cha Phaero Nguyễn Hữu Hạnh Cố vấn đặc vụ tỉnh Dòng, trưởng ban tổ chức năm thánh qua buổi trò chuyện ngày hôm nay, ước mong tất cả chúng ta sẽ hiểu hơn về sự kiện này và cùng hân hoan hiệp thông với dòng chúa cứu thế. Chú con xin kính chào cha Phêrô và cảm ơn cha đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền thông tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam. Xin chào chị Hải Vân, xin kính chào tất cả quý vị. Tôi rất vui mừng được tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Kính thưa cha Phêrô, con được biết cha được nhà dòng trao phó làm trưởng ban năm thánh Xin cha cho chúng con biết về sự kiện quan trọng sắp diễn ra của Dòng Chúa Cứu Thế. Tình Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng ta sắp bước vào một cột mốc đáng nhớ. Một trăm năm nhà dòng hiện diện trên đất nước Việt Nam, cùng đồng hành với giáo hội và người dân Việt trong từng biến cố của chiến tranh loạn lạc, của dịch bệnh đói khát, của bắt bớ tù tội, của những biến động lớn nơi các thể chế chính trị. Đây là cơ hội để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các ân nhân, để gia tăng tình huynh đệ, vì thế tỉnh dòng đã xin tòa thánh mở năm thánh để không chỉ nhà dòng mà cả giáo dân cũng lãnh nhận được những ơn lành hồn xác. Năm điểm sẽ là nơi hành hương suốt năm thánh đó là Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Blakely và Tùng Lâm. Thưa cha, với sự kiện quan trọng như thế, cha trong tư cách là một người được chọn để làm trưởng ban năm thánh, vậy cha đã tiến hành công việc ấy ra sao ạ? À? Ý thức công việc luôn cần sự cộng tác của anh em. Tôi đã mời gọi một số anh em thành một ban có trách nhiệm trong việc tổ chức năm thánh với các nhiệm vụ được phân công cụ thể. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, bề trên cộng đoàn cửa lò làm phó ban tổ chức. Cha Phaolô Nguyễn Văn Công, phó giám đốc học viện và Cha Đa Minh Lâm Đức Hùng, trưởng văn phòng linh đạo, phụ trách nghiên cứu và thực hiện tập kỷ yếu. Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, bề trên cộng đoàn Phúc Nguyên, phụ trách thúc đẩy việc sáng tác các bản nhạc, các bài thơ và hội họa. Cha Phó Giám tỉnh Du Xe Đỗ Đình Tư, giáo sư phục vụ, sẽ phụ trách để soạn bản kinh năm thánh. Cha Đà Minh Lâm Đức Hùng nghiên cứu các tài liệu để học hỏi, thảo luận về linh đạo và lịch sử dành cho bốn vùng trải dài trong suốt năm thánh. Cha Phê Rô Tâm và Cha Phô Lô Đường cùng với cha trưởng ban cộng tác với các bề trên trong vùng trong việc tổ chức các ngày đại lễ. Quý cha bề trên của các cộng đoàn Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Tây Nguyên trong tư cách trực thuộc ban tổ chức sẽ là những người tập hợp các bề trên và anh em toàn vùng khi tổ chức các buổi hội thảo và các thánh lễ tạ ơn. Cha An Tôn Lê Ngọc Thanh thu thập tài liệu, hình ảnh, dựng phim tư liệu cho phòng triển lãm. Thưa cha, chúng con cũng được biết năm thánh sẽ khai mạc tại Huế trong những ngày tới, xin cha có thể chia sẻ cụ thể về ngày khai mạc được không ạ? Vâng, đại lễ khai mạc năm thánh sẽ long trọng cử hành vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ Bảy, 30 tháng 11 năm 2024 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tổng giáo Phận Huế và sẽ do Đức Tổng giáo Mục Phó Tổng giáo Phận Huế Du Xe Đặng Đức Ngân chủ sự cùng với Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Bề Trên Thượng Cấp Các Hội Dòng, Quý Linh Mục Tu Sĩ và Giáo Dân đến từ khắp nơi. Và từ ngày thứ hai, 25 tháng 11, đến ngày 27 tháng 11 năm 2024 là những ngày tam nhật chuẩn bị tâm hồn các tín hữu hướng về ngày đại lễ khai mạc. Đặc biệt, vào lúc 7 giờ tối ngày 29 tháng 11 năm 2024 sẽ là đêm hoan ca tạ ơn khai mạc năm thánh. Thưa cha, có một chi tiết lịch sử quan trọng ở đây là Tại sao lại chọn ngày 30 tháng 11 làm ngày khai mạc à? Vâng, sở dĩ chọn ngày 30 tháng 11 đó là để nhắc nhớ lại một cột mốc lịch sử đáng nhớ. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1925, ba nhà thừa sai dòng chú Cú Thế là các cha Huber Cusino, cha Eugène Larousse và thầy Thomas Saint-Pierre đã đặt chân đến Huế và đã được đức cha Elise đón tại nhà ga thừa lưu. Thưa cha, ngoài sự kiện khai mạc tại Huế, năm thánh được diễn ra ở các địa điểm nào nữa hay không? À, và cụ thể ra sao ạ? Theo ý của cha giám tỉnh cùng ban quản trị tỉnh, đại lễ mừng năm thánh sẽ được tổ chức tại 4 vùng: Huế, Hà Nội, Tây Nguyên, Sài Gòn. Cụ thể là sau Huế, Hà Nội sẽ tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 2025. Tại Tây Nguyên tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2025 và tại Sài Gòn sẽ tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2025. Ngoài các ngày đại lễ tại mỗi vùng sẽ có một ngày hội thảo về linh đạo và lịch sử của vùng miền với các chủ đề cụ thể như sau. Vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 2025 tại Nha Trang và chủ đề được chọn sẽ là Linh đạo An Phong Xô trong đời sống đức tin của người Công giáo tại Việt Nam. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 2025 Tại Hà Nội, và chủ đề được chọn sẽ là vai trò Đức Maria trong hoạt vụ tông đồ của dòng Chú Cú Thế. Và ngày 10 tháng 6 năm 2025 tại Đà Lạt, chủ đề được chọn sẽ là sứ vụ loan báo tin mừng cho người nghèo theo đặc sủng dòng Chú Cú Thế. Và cuối cùng vào ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại Sài Gòn, chủ đề được bàn sẽ là vai trò của người giáo dân trong sứ vụ thừa sai của dòng chú cứu thế Việt Nam. Ngoài các cuộc hội thảo linh đạo, trong năm thánh sẽ còn có ba cuộc hội thảo với các chủ đề khác nhau. Thứ nhất, việc truyền giáo của dòng chú cứu thế trong giáo hội Việt Nam. Thứ hai, đóng góp của dòng chú cứu thế trong lĩnh vực thánh nhạc, thánh ca. Và thứ ba, là đóng góp của dòng chú cứu thế trong lĩnh vực nghiên cứu thần học, thánh kinh. Thưa cha, nói về 100 năm, trong ban tổ chức có những ấn phẩm nào để lưu dấu sự kiện trọng đại này ạ? À? Vâng chị ạ. Hướng về ngày đại lễ, chúng tôi có cho làm áo lễ cho các cha, áo dòng cho các thầy. Lại còn làm thêm mũ nón và móc khóa như là những quà tặng để gửi đến cho giáo dân tham dự. Và chúng tôi còn tiến hành thực hiện việc tập kỷ yếu 100 năm nhìn lại hành trình sứ vụ trong ơn sủng tập tài liệu linh đạo đúc kết từ các buổi hội thảo của các vùng và tập tuyển chọn các sáng tác tiêu biểu do các linh mục tu sĩ dòng chú Cú thế sáng tác. Đặc biệt, cha An Tôn Lê Ngọc Thanh sẽ cùng với những cộng tác viên của mình thành lập một tổ làm phim về lịch sử nhà dòng, tỉnh dòng, các cộng đoàn và các hoạt động mục vụ trong sứ vụ những thước phim này sẽ giúp cho mọi người thấy được lịch sử và sự phát triển của dòng chú quốc thế Việt Nam trong suốt 100 năm qua. Thưa cha, trong tư cách là trưởng ban năm thánh, cha có ước nguyện hay là tâm tình nào chia sẻ đến quý cha, quý thầy trong dòng và anh chị em giáo dân không ạ? À? Để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các ân nhân, để gia tăng tình huynh đệ và chân thành sống cảm thức thuộc về trong tư cách là tu sĩ dòng chú quốc thế Đặc biệt là để làm mới lại lòng nhiệt thành và hăng say trong sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ cho những người bị bỏ rơi hơn cả trong hoàn cảnh cụ thể tại Việt Nam. Tôi ước mong năm thánh sẽ khơi lên nơi tâm hồn mỗi tu sĩ, thừa sai giáo dân và cộng đoàn, những người luôn yêu mến và đồng hành với dòng chúc cứu thế, sự hăng say, lòng nhiệt thành và ngọn lửa yêu mến khát khao dấn thân trong ơn gọi của mình để danh chúa được cả sáng. Kính thưa cha, chúng con cảm ơn cha đã chia sẻ cho khán giả của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hiểu hơn về sự kiện năm thánh của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế để cùng hiệp thông và cầu nguyện với nhà dòng. Chúng con xin kính chúc cha sức khỏe và bình an để cùng với những người trong ban năm thánh chuẩn bị tốt nhất cho những sự kiện sắp tới và hy vọng sẽ có nhiều người nhiệt thành cộng tác vào công việc chung để cho năm thánh được diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Chúng con xin được chân thành cảm ơn cha. Vâng, cảm ơn chị Hải Vân. Và cảm ơn Quý ông bà, anh chị em đã hiệp thông với tỉnh dòng chú cụ thế Việt Nam trong sự kiện đặc biệt này. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh An Phong Xô, các thánh và các chân phước trong dòng, ban môn ơn lành xuống trên quý vị và gia quyến. Kính thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của truyền thông tỉnh dòng chú cụ thế Việt Nam hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong ân sủng của Chúa ngợi khen Chúa Kitô và Đức Mẹ Hằng cứu giúp.